Hello, xin chào. Tôi là Trương Thủy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi học điêu khắc. Tôi đã từng làm việc trong dự án xúc tiến ngành nghề nông thôn Tây Bắc do JICA Nhật Bản tài trợ. Dự án hỗ trợ những người phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng cao phát triển cái sinh kế bền vững thông qua việc bảo tồn nghề dệt thủ công truyền thống và tăng các cái giá trị nông sản tại địa phương. Công việc của tôi là tìm hiểu về nghề dệt vải. Tôi thiết kế sản phẩm trên nền những cái sản phẩm trên nền vải dệt của họ, hướng dẫn họ cách làm ra sản phẩm và sau đó thì đi tìm các cái nguồn phân phối tiêu thụ nhằm tăng thêm thu nhập cho những người phụ nữ trong chuỗi sản xuất. Và năm 2011, dự án kết thúc, thì tôi mở ra cửa hàng chia đầu tiên ở Hà Nội. Tôi tiếp tục làm việc với bà con với tư cách cá nhân. Tôi vừa bán hàng, vừa làm ra các sản phẩm mới. Và sau đó thì tôi đi lên trên miền núi và hướng dẫn họ cách làm. Sau đó khoảng 2 năm thì các cái kỹ năng của bà con đã lên cao. Thì sau đó thì tôi mời mỗi hợp tác xã một hoặc hai người có kỹ năng tốt làm đại diện về Hà Nội học và sau đó thì họ quay lại địa phương và hướng dẫn lại cho nhau. Sau một thời gian thì từ bốn hợp tác xã ban đầu thì có hai hợp tác xã tan rã, chúng tôi chỉ còn làm việc lại với hai hợp tác xã. Sau đó thì tôi phát triển ra để kết hợp với một số nhóm bà con ở các địa phương khác nữa. Vào tháng 4 năm 2011, tôi chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp xã hội, mà tôi muốn làm mọi thứ tốt hơn. Chia có nghĩa là Chie là tên của một nhân vật truyện tranh khá là nổi tiếng ở Nhật Bản, là một cô bé có tuổi thơ vất vả nhưng mà rất là vui vẻ và lạc quan. Tôi muốn giữ tinh thần đó và cũng muốn nhớ đến sự giúp đỡ rất là tử tế của những người Nhật Bản. Dù bà là một cụm từ của tiếng dân tộc Thái, nó có nghĩa là ở rừng ở núi, thì mọi đồ vật của chúng tôi ở đây, mọi sản phẩm đều giữ đúng cái tinh thần của những người làm ra nó ở trên rừng trên núi về. Chúng tôi mong muốn được giải quyết các cái vấn đề như sau. Tôi muốn bảo tồn và phát triển nghề dệt thủ công truyền thống của người dân tộc thiểu số ở vùng cao, đồng thời tạo ra những cái sinh kế bền vững, làm tăng thêm thu nhập cho những người phụ nữ và tạo ra những cái sản phẩm thủ công chất lượng tốt, mang yếu tố văn hóa nhưng mà vẫn phù hợp với cả đời sống hiện tại. Chúng tôi mong muốn tiếp nối và lan tỏa những cái câu chuyện truyền thống thông qua cái việc chia sẻ câu chuyện đằng sau các cái sản phẩm. Chúng tôi cung cấp miễn phí các cái khóa tập huấn để giúp bà con hoàn thiện kỹ năng, tăng tính chủ động và có cái thu nhập tốt để có cái tiếng nói trong gia đình và trong cộng đồng, và họ trở thành đối tác của Chie chứ họ không phải là những người yếu thế và cần được giúp đỡ. Chúng tôi cũng tận dụng nhân lực nguyên liệu tại địa phương, đồng thời thì chúng tôi cũng mở rộng cái vùng nguyên liệu, nghiên cứu để cải tiến các cái cách dệt nhuộm, phát triển những cái nguồn sợi tự nhiên mới, và đồng thời cũng tận dụng những cái vải thừa, vải vụn tái chế để nhằm bảo vệ môi trường. Tôi muốn giới thiệu một số các cái sợi tự nhiên của chúng tôi. Ví dụ đây là sợi sợi cốt tông, đây là sợi sợi bông hoàn toàn là tự nhiên, đây là màu tự nhiên, còn đây là đã được nhuộm chàm, đây là màu chàm, một màu rất là đặc trưng của người dân tộc thiểu số. Còn đây là sợi gai dầu, tiếng Anh gọi là hem, đây là một sợi rất là phổ biến của người Hơ Mông, và một loại vải chất lượng rất là tốt. Chúng tôi đang phát triển một cái loại sợi thực vật mới. Đây là từ một loại cây cảnh, là cây 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 lưỡi hổ. Nó rất là dễ sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra chúng tôi còn nghiên cứu các loại sợi như là sợi chuối đấy và một số các sợi thực vật khác nữa. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu để cải tiến một cái máy bán tự động
trong cái việc nối sợi để làm sao mà các cái công đoạn làm thủ công của bà con nó đỡ đỡ vất vả hơn và cái giá trị sản phẩm cũng được nâng cao hơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đầu tư vào thiết kế để mong muốn là tạo nên những cái sản phẩm có chất lượng, mang cái tính ứng dụng cao và phù hợp với đời sống hiện đại. Theo chúng tôi thì đấy là cách để nối dài truyền thống và để truyền thống có một cái đời sống bền vững. Mô hình kinh doanh của chúng tôi là chúng tôi cung cấp các cái khóa đào tạo miễn phí, nâng cao năng lực cho bà con để làm sao mà bà con có thể hoàn thiện được tất cả các cái quy trình trong một cái chuỗi sản xuất và họ trở thành đối tác của Chie cũng như là đối tác của các cái thương hiệu khác. Cái sản phẩm lợi nhuận từ cái việc bán sản phẩm thì chúng tôi dùng để duy trì doanh nghiệp và có kinh phí cho các cái đào tạo, đồng thời chúng tôi cũng nhận các cái trở thành đối tác của một số các cái dự án mà hỗ trợ người dân tộc thiểu số. Họ cần tìm đơn vị có khả năng cung cấp các cái khóa đào tạo cho bà con thì chúng tôi cũng nhận công việc đó, hoặc là tư vấn cho các dự án về phát triển đối với dành cho những người dân tộc thiểu số ở vùng cao. Chúng tôi thấy chúng tôi làm tốt công việc là những cái gì liên quan đến đào tạo, liên quan đến đào tạo trong việc chia sẻ kiến thức mà phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh và khả năng tiếp nhận của những người dân tộc thiểu số, làm cho họ tự tin hơn, họ cảm thấy họ được trao quyền. Và chúng tôi cũng bằng những cái sản phẩm của mình thì làm thay đổi cách nhìn của khách hàng đối với các cái sản phẩm dệt thủ công của người dân tộc thiểu số. Tức là họ mua vì nó đẹp, vì chất lượng, vì có thông điệp, ý nghĩa đằng sau, chứ không đơn thuần là chỉ mua với mong muốn là ủng hộ. Về mặt sản phẩm thì tôi muốn giới thiệu một chút. Ví dụ đây là sản phẩm một cái bọc iPad được làm từ vải gai dầu. Hoa văn thì nó là hoa văn một người dân tộc thiểu số. Đây là một cô gái người dân tộc Thái. Chúng tôi cũng tận dụng các cái vải thừa, vải vụn và sử dụng các cái kỹ thuật thủ công như là thêu, rồi là ép vải, dệt nhuộm để tạo ra sản phẩm. Chúng tôi muốn sử dụng những cái sản phẩm mang cái tính ứng dụng cao và gần gũi với nhu cầu của người tiêu dùng. Hãy ủng hộ chúng tôi trong việc bảo tồn và phát triển nghề dệt thủ công truyền thống, đồng thời tạo ra các cái giá trị cho cộng đồng, cho xã hội, tăng sinh kế, tăng tự tin và trao quyền cho những người phụ nữ vùng cao ở Việt Nam. Xin cảm ơn.